Ok, vậy chắc là các bạn đã nghe rồi, cô tắt nhạc teaser rồi đấy. À, mai thi toán với tiếng Anh luôn á? Ồ, vậy là ngày mai sẽ thi luôn hai môn. Ok. Ờ. Rồi, xin chào tất cả các bạn ạ. Chào cô ạ, Yến Xuân. À, cô trả lời con đi. Ờ, rồi, xin chào bạn Hùng Đào Công. Yes, so hello Tuyên Nhung, yes. Hello Lan Phương Vũ Thị. À, cô ơi, cô vào câu lạc bộ học bài ở nhà để có thể xem bài viết tiếng Anh của con cô ạ. À, rồi để cô sẽ vào đọc nhá. Cô ở trong câu lạc, cô đã vào câu lạc bộ rồi đấy, nhưng mà chắc là cô chưa nhìn thấy bài của Chipsy thôi. Vậy thì để cô sẽ vào đọc bài của Chipsy nha. À, bạn Hùng Đào Công là học ở trung học cơ sở Vân Hà. Không biết ở đây có bạn nào học cùng không? Học cùng trường không nhỉ? Okay, so I will start the lesson in 1 minute. So if you know any student who haven't joined their live stream, please tag them or invite them to join the live stream today. Diêm Nguyễn, cô nhớ con không? Có, cô có nhớ. Rồi, vậy thì hôm nay cố gắng comment tích cực để buổi sau cô nhớ tiếp nhé. Tuần sau trường con đi picnic cô à? Thế là đi cùng cả lớp, chắc chắn đi chơi sẽ rất là vui rồi. Ok. Hello Nguyễn Phương Thúy, Huyên Thị Tạ, yes, hello Hoàng Nguyễn. Xin chào bạn Đỗ Thà đang giới thiệu mình học trung học cơ sở Quang Minh nè. Cô thấy hình như ở đây có rất nhiều bạn học trung học cơ sở Quang Minh đấy. Okay, so now it's time to start our lesson today. Yes, so if you're ready for the lesson, so please comment yes in the chat box for me, okay? So please comment yes to tell me that you're ready for the lesson today. Okay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay luôn. Vì vậy mà nếu mà các bạn đã sẵn sàng rồi thì hãy comment yes ở trong phần comment cho cô nhé. Để cô biết rằng là các bạn có thể bắt đầu bài học ngày hôm nay rồi. Yes, okay. Yeah, so I can see that all of you are ready for the lesson today. So now, let's start. Okay, so in this lesson today, I also help you to revise knowledge and help you to prepare for the end of term test that you are going to take this week or next week. In the lesson today, there are two main parts, which are pronunciation and grammar. In the pronunciation part, you are going to revise and distinguish three pairs. Vậy là các con sẽ nhìn thấy này, ở trong phần ngày hôm nay, trong phần phát âm thì cô sẽ giúp các bạn là gì? Chúng ta sẽ đi phân biệt các cặp âm với nhau. Và ở đây, ở phần đầu tiên chúng ta sẽ phân biệt ba âm, đấy là âm z, s và is. Và cặp âm thứ hai chúng ta sẽ học ngày hôm nay là cặp âm các bạn nhìn thấy ở đây là âm gì nhỉ? À, i và i. Rồi chúng ta sẽ có cặp âm i ngắn và i dài đúng không? Và cặp và cuối cùng ở đây chúng ta sẽ có là s and sh. Okay. And for the second part, grammar, you are going to revise three main aspects.
Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây đối với phần ngữ pháp chúng ta sẽ cùng nhau học 3 phần chính. Thứ nhất đó chính là gì? Comparison of adjectives. Đó là chúng ta sẽ ôn tập lại so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Rồi vào phần thứ hai, các bạn sẽ được ôn tập về modal verbs must and should. And for the last part, we are going to revise tenses. There are three main tenses that you need to remember. They are present simple tense, present continuous, and future simple tense. Okay? So that's the main content of our lesson today. So now, please move to the very first part, pronunciation. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần đầu tiên, đấy là phần phát âm. Okay? Now I would like to help you distinguish three sounds, z, s, and e's. Okay. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có ba âm được phân biệt, đó là âm e's, âm s và z. Các bạn sẽ thấy ở đây chính là cách phát âm của đuôi es sau khi mà các bạn thêm vào động từ ấy các bạn ạ. Các bạn còn nhớ trong thì hiện tại đơn ấy, chúng ta phải đổi động từ thì với những chủ ngữ là số ít thì chúng ta sẽ thêm đuôi es. Và vì vậy mà ở đây chúng ta sẽ học cách phát âm đuôi es khi mà thêm vào động từ. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có ba cách phát âm đuôi es. Chúng ta nhìn vào đây. Vậy thì với những từ mà kết thúc bằng âm s, sh, ch, z, and j thì chúng ta sẽ phát có đuôi es ở đây được phát âm là gì nhỉ? À, âm is. Đúng rồi, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây cho cô ở cột đầu tiên này. Vậy thì là chúng ta sẽ có cách phát âm của các từ sau, đó là kisses, watches and washes. Rồi, vậy là chúng ta nhớ nhá, cách đầu tiên đó là cách is. Vì vậy khi mà các bạn thêm vào thì các bạn phải đọc là kisses, watches and washes. Cách đọc thứ hai ở đây chúng ta sẽ có là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, đó là cách đọc là s. Vậy thì những từ nào mà chúng ta sẽ tận cùng bằng các âm là âm p, k, f, t, and f. Rồi, vậy thì với những cái âm mà tận cùng bằng, với những các từ mà tận cùng bằng 5 âm sau, chúng ta hay gọi âm này là các phụ âm gì? À, các phụ âm vô thanh đây. Vậy thì những từ mà tận cùng bằng phụ âm vô thanh thì chúng ta sẽ đọc là s. Vậy thì chúng ta cùng nhau đọc với cô các từ ở đây. Chúng ta có từ gì nhỉ? À, stops, lies, laughs và once. Các bạn có thấy không? Vậy ở đây, cách đuôi es ở đây chúng ta đã được phát âm là s. Rồi đúng không? Khác với cách trước của chúng ta là is. Vậy thì cách này chúng ta đọc là s. Các bạn nhớ này, đây là một phần rất quan trọng để đi thi học kỳ đấy. Vì cô chắc chắn là sẽ có câu phát âm để rơi vào phần này. Và cuối cùng, cách phát âm cuối cùng của đôi S, E, S đấy chính là Z. Và để làm chúng ta sẽ biết là gì? Với những cái âm còn lại thì cái đôi S, E, S sẽ được phát âm là Z. Đúng không? Ví dụ như cô có từ dreams, loves và plays. Ah, yes. Tuấn Nguyễn Bình và Trần Lê Sao Băng. Sorry teacher, con vô muộn rồi. Không sao, chúng ta cũng vừa mới bắt đầu bài học ngày hôm nay thôi. Thế nên là các bạn sẽ chú ý ở đây, cô đang ôn tập cho các bạn là về phần phát âm. Đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta có một cái âm gọi là âm hơi lạ lạ một chút. Các bạn nhìn vào ở đây cho cô được không? Ở cột ở giữa này. Và âm cuối cùng, cái âm mà có các bạn sẽ nhìn thấy ở đây giống gì nhỉ? À, chúng ta gọi âm này là âm F. Và âm F này thì thường sẽ được gì? Các bạn sẽ thấy tận cùng thường là chữ gì? À, chữ TH đúng không? Chữ TH thì sẽ thường được phát âm là âm này là âm F. Ok. Rồi, vậy là chúng ta đã cùng nhau gì? Ôn tập lại ba cách phát âm của đuôi S, E, S. Và sau khi mà chúng ta thêm vào động từ. Ok, so now I have an exercise for you guys to practice. Alright. Now, please look at the screen. You see that I have a paragraph here. Alright. And now, please find the verbs with final S sounds pronounced as
in the following text. Các bạn nhìn thấy ở đây cô có một đoạn văn đúng không? Và các bạn sẽ tìm cho cô các động từ mà tận cùng bằng gì? À, chữ S ở đây mà được phát âm là Z. Ví dụ cô có các từ như từ plays, or learns, or sings. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn sẽ comment cho cô xem là à, vậy thì với những cái động từ nào mà sẽ được tận cùng và những động từ nào tận cùng bằng S mà chữ S này lại được phát âm là Z. Ok, now bây giờ please comment quickly in your chat box so that I can see your answer now. Alright? Now please comment quickly. Everyone, please look at the paragraph and tell me any verb that you see that it ends with S. Ok, vậy là ở đây cô nhìn thấy là rất nhiều từ các bạn đã comment. Ah, loves. Hương Trần Thị có comment là years. Bạn Hương Trần Thị chú ý ở đây cô đang muốn tìm, các bạn nhớ là chúng ta tìm động từ nhá. Tìm động từ. Từ years ở đây đúng là gì? Cái chữ S ở cuối được phát âm là Z. Nhưng ở đấy nó không phải là động từ mà nó là danh từ rồi. Thế nên chúng ta chú ý này, chúng ta đang tìm gì? À, chúng ta đang tìm các động từ, ok. So, your answer is gets. Now, ok. Now, let's see. I will choose gets. Or you choose loves. Now, where the word loves? And yes, loves. Does, ok. Nguyễn Phương Thúy, you choose says and gets. Okay, now let's see the word says. Bạn Hà Nguyễn có chọn là okay. Cô sẽ nhìn xem các bạn comment những từ gì. Có bạn chọn từ goes. Okay, goes, okay. Các bạn có đang nghe được cô nói không nhở? Vẫn nghe được cô nói đúng không? Ok. Yeah, so hello bạn Anh Bảo. Oh, yes, ok. Nào, bây giờ cô nhìn xem các bạn có chọn những từ gì nữa nào. Bạn Nguyễn Anh có chọn từ bạn chọn từ này đúng không? Cô thử nhá. Prush. Theo bạn đọc là Prush. Rồi bạn Nguyễn Anh thì chọn đáp án đấy. Ok. Cô nói hơi nhỏ à? Rồi, vậy thì cô sẽ cố gắng nói to lên một chút nữa nhá. Now, ok, so now you see that these are the words that you choose. Now, please check together to see whether it's correct or not. Okay, now let's check. Vậy là ở đây chúng ta đang có gì? Chúng ta đang có hai từ sai. Các bạn sẽ nhìn thấy cho cô ở đây từ gì nhỉ? Từ get. Tận cùng ở đây là âm gì nhỉ? Là âm t. Đúng không? Vậy thì là chúng ta sẽ đọc nó là gets. Gets là âm s chứ không phải là âm z. Đúng không? Ở đây chú ý là chúng ta chỉ tìm động từ mà kết thúc bằng chữ S và cái chữ S này được phát âm là z. Từ tiếp theo chúng ta có từ prush. Từ prush này mà khi mà thêm đuôi ES thì chúng ta sẽ đọc là precious. Precious. Vì vậy mà chúng ta phải có gì nhỉ? Cái từ vậy thì ở đây cách đánh phát âm phải là is precious. Ok.
Vậy là chúng ta chú ý này. Và còn một từ nữa mà vừa nãy cô muốn nói với các bạn là từ years. Từ years ở đây các bạn chọn này, nó là danh từ. Mà ở đây nhiệm vụ của cô là cô đang muốn đi tìm gì? À, đi tìm các động từ đúng không? Rồi chú ý nha, chúng ta phải tìm động từ, phải tập trung vào. Ok. Now, next paragraph for you. Now you look at the second paragraph and find the verbs with the final S sounds pronounced as S in the following text. Rồi, và bây giờ đến ở đoạn văn thứ hai, các con lại đi tìm cho cô động từ mà kết thúc với chữ S ở cuối. Và chữ S này thì được phát âm là A, được phát âm là S, đúng không? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ tìm động từ nhá. Cô nhắc lại là phải tìm động từ này và kết thúc bằng chữ S ở cuối. Và chữ S này thì được phát âm là S. Alright. For example, I have these words: talks, stops và starts. Alright. Ok, vậy là cô thấy ở đây các bạn đã, một số bạn đã comment này các từ của cho cô rồi. So your answer is meats, drinks, lights. Ok, now I will choose for you. Meats, ok. Drinks, yes. Oh, lights. Yeah, very good. À, vừa rồi là cô có một lỗi kỹ thuật nhỏ nhỏ nên là cô tắt tiếng đi các bạn ạ. Bây giờ cô đã bật tiếng lại rồi đấy. Nên là không phải là bị mất đâu, mà là vừa nãy là cô vừa tắt một chút thôi. À, các bạn ngoài ra, ok, so I can see that Lan Phương Vũ Thị, you comment your answers: drinks, once, minutes and meets. Our students please remember that you are going to write down the verbs. Yes, only the verbs. The verbs for me. Verbs. Các bạn chú ý là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ tìm các gì nhỉ? À, các động từ thôi nhá. Ok. Chúng ta sẽ... Cô nhìn này, các bạn còn comment từ gì nữa nhỉ? À, từ once. Yes, once. Ok. So Võ Hoàng Phương, you choose the word catch. Now I will choose catch for you. Catch. Catch. Oh, you see bats. No, bats is not a verb. The bats is a noun. Okay. Now, let's check the answer. Ooh, there is one word wrong. So you see that with the word catch, chúng ta sẽ có gì nhỉ? À, từ word catch, từ tận cùng là âm gì? Âm ch, đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta phát âm thì chúng ta sẽ phát âm là catches. Catches. Các bạn chú ý này, từ catch tận cùng là âm ch. Rồi giống như cái từ xem tivi, chúng ta có từ gì nhỉ? À, từ watch. Thì khi mà đặt câu, ví dụ anh ấy xem TV thì chúng ta sẽ có câu là he watches TV. So we have catches, watches. Rồi, ngoài ra ở đây vừa nãy còn nhiều bạn comment là từ bus, đúng không? Xe buýt à? Nhưng mà bus is not a verb, it's a noun. Ok? Catches.
đọc là cactus chứ không phải là cắt thịt đâu Thế Khang nhá. Chúng ta phải cố gắng phát âm đúng vào. Ok. Chip chi. Chip chi has, con chọn từ has. Chip chi ở đây cái từ từ has là tận cùng là gì nhỉ? À là z. Hoàng quân từ menace, con nghĩ từ menace ở đây là gì? Menace ở đây là danh từ. Đề bài của cô là cô chỉ tìm gì? Động từ thôi, đúng không? Vậy thì chú ý cho cô nhá, menace là danh từ. Ok. Next question for you. Now, please find the verbs with final s sounds, which is pronounced as ease. Bây giờ chúng ta sẽ nhiệm vụ của chúng ta để đi tìm những cái từ động từ mà tận cùng bằng đuôi bằng s mà được phát âm là ease. Ví dụ như ở đây cô có các từ là washes, kisses and catches. Bây giờ là đến lúc để chúng ta sẽ đi tìm những động từ mà tận cùng là đuôi ease. Now, please comment quickly for me. Now, please comment for me. I'm really eager to see your comment. Yeah, Hoàng Quân. Watches. Ngô Bình watches. Precious. Yeah, very good. Now I will choose for you. First word, watches. Precious. Yes. Teaches. Mặt Đại Liên, cô xem cô trả lời con ý đây, cô đang xem mà. Okay, so Mặt Đại Liên, you choose three words. Three words. Now, I will, yes, so this one, teaches. Yeah. So you think that there are three words that contain the sound ease. Okay, now, are you ready to check? Các bạn đã chắc chắn chưa nhỉ? Are you sure? Are you happy with your answer now? Classmate là danh từ đúng không cô? Đúng rồi, classmate là bạn cùng lớp, vậy thì là danh từ. Ok, now let's check. Yay, congratulations, you have got all correct answers. Vậy là ở đây chúng ta đã gì? Có 3 đáp án đúng rồi. Lần này là chúng ta đúng, chắc các bạn đúng tất này. Rồi các bạn sẽ chú ý cho cô ở đây là gì? Chúng ta có những từ tận cùng là gì nhỉ? Đuôi tận cùng là chữ cái CH hoặc là tận cùng là chữ cái SH đúng không? Vậy thì khi mà các bạn thêm đuôi ES ở đằng sau thì cái đuôi ES này sẽ được đọc là is, watches và precious. Cô nhắc lại một lần nữa này, những động từ mà tận cùng bằng đuôi gì? CH và SH. Khi thêm đuôi ES thì cái đuôi ES này sẽ đều được đọc là is. Ok. Rồi, vậy là chúng ta đã ôn tập xong được cái âm đầu, ba âm đầu tiên là âm z, s và is. Cô hy vọng là các bạn sẽ nhớ bài này để đi thi học kỳ nhá, vì cô nghĩ là đây là một phần quan trọng trong bài thi học kỳ đấy. Ok. Now we move to the next page today. So in this lesson, you also revise two sounds E and E. Vậy là chúng ta nhìn thấy ở đây là có hai cặp âm mới, đó là cặp âm gì? Chúng ta thường gọi là cặp âm Y ngắn và cặp âm Y dài, đúng không? Các bạn chú ý ở đây là với những cái âm nào mà thường có hai cái dấu hai chấm ở đằng sau ấy, thì người ta sẽ đọc âm đấy là âm Y dài, âm dài. Thì chúng ta sẽ phát âm nó là Y. Y, chúng ta sẽ cố gắng phát âm nó dài hơn ra. Còn âm ở bên này là âm Y ngắn thì chúng ta sẽ phát âm nó là Y. Y. Ok. Yes.
So now please look at the table here. You see that with these letters, you see that these letters are often pronounced as E. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây cô đang có một loạt các chữ cái và các chữ cái này sẽ được phát âm là E dài. For example, you see a word that has the letter double E. And this letter double E is pronounced as E. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta có gì nhỉ? À, có từ mà chứa hai chữ E đúng không? Vậy thì hai chữ E này cũng sẽ được phát âm là E, E dài. Ví dụ chúng ta có từ three or C. Hoặc là các bạn cũng nhìn thấy là gì? Là gì những từ mà có chứa các chữ cái như là E, A thì cũng là gì? À, cũng được đọc là E dài. Ví dụ T or C. T, C. Or you see that some words has the letter IE. Okay? Vậy là những cái từ mà tận có các chữ là gì nhỉ? À, chữ I và chữ E thì cũng được phát âm là âm I dài đúng không? Ví dụ như là field of peace. Yes? Lớp mình chú ý nhá, là ở đây là những cái từ rất là hay gặp. Vì vậy mà các bạn phải tập trung vào. Trong lúc cô giảng thì lớp mình nên chú ý, không nên có những comment mà chưa tập trung vào bài học là sẽ sao nhãng mất phần kiến thức quan trọng của chúng ta rồi. Đúng không? Ngoài rồi, vậy là chúng ta ngoài những cái cặp và những chữ cái trên thì các bạn sẽ có thể chú ý cho cô là ví dụ như từ mà có chứa gì? À, E và I dài thì cũng được là phát âm là I. Ví dụ trong từ key là từ gì nhỉ? À, từ chìa khóa đúng không? Vậy thì cái hai chữ cái E, I ở đây cũng được phiên âm là thành âm I dài là key. Okay? Next, we have this word. Oh, pizza. Pizza. I think that all of you here like pizza, okay? Do you like pizza, everyone? Rồi, ở đây có từ gì? À, từ này quan trọng này, hay gặp mà lại món ăn rất là ngon, bạn nào chắc cũng thích, nhưng mà lại đọc chưa đúng. Cái từ này chúng ta không đọc là pizza đâu nhá, mà từ này chúng ta phải đọc là pizza, pizza, okay? Nhớ chưa? Do you want to have a pizza? Okay, pizza. Và từ cuối cùng, từ này cũng là rất quen thuộc. Ví dụ như là trong từ people thì là gì? Chữ EO ở đây cũng được phát âm là E, people. Alright. Vậy là chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại một lần nữa những cái gì? À, những chữ cái mà được phát âm là âm E dài, đúng không? Nếu mà bạn nào chưa nhớ thì các bạn có thể là chúng ta có thể chép nhanh lại, hoặc là các bạn có thể làm gì? Chúng ta vào trang học bài ở nhà.com và các bạn tìm đến cái phần ôn tập thi học kỳ. Ở đây thì cô cũng đã chuẩn bị cho các bạn một cái bản file PDF mà đã chứa tất cả các lý thuyết của buổi học ngày hôm nay. Các bạn có thể vào đó tải tài liệu và ở nhà ôn tập thêm cũng được. Ok? So now to help you practice, distinguish two sounds E and E. I have this exercise. Okay, now please look at the screen. I will play the audio for you to listen and you will tell me which word has the sound E in the bolded part. Rồi. Các bạn sẽ ở đây sẽ nghe cô bật file nghe của hai từ này và các bạn nói cho cô biết là xem là từ nào là có xuất hiện âm y ngắn nhé. Okay, so now I will play the audio for you to listen. The first word. Sit. Sit. Can you hear the audio clearly? Các bạn có nghe được cái file audio cô bật không nhỉ? Okay,
So I will play the audio of the first word again. Sit. Now for the second word, I will play it. Seat. 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 All right. So please tell me which word has the sound I in the bolded part. Vậy là trong hai từ dưới đây thì từ nào có âm I ngắn nhỉ các bạn nhỉ? Hoàng Quân, Lan Phương, Vũ Thị. Hoàng Nguyễn, ok, Hùng Nguyễn. Your answer is sit. The first word, sit. Sit. Yes, ok. Now I will choose the first word for you. Ok, now let's check. Yes, correct. Vậy là chúng ta sẽ có từ gì? À, từ đầu tiên đúng không? Thì có chữ âm I ngắn là sit. Còn từ thứ hai các bạn chú ý ở đây là gì? À, các bạn có nhìn thấy ở đây chúng ta có từ gì nhỉ? À, từ hai chữ cái E và A đúng không? EA ở đây, chữ EA, chữ cái EA ở đây thì sẽ được phát âm là I dài. Âm I dài thì chúng ta sẽ đọc là sit, sit, sit. Rồi, chú ý ở đây nhá. Những từ tận cùng là EA, những từ có chứa chữ cái EA thì sẽ được phát âm là âm I dài. Alright. Now, next question. Which word has the sound I in the bolded part? Now, please find the short I in two words. Heat. 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 Hit. 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 Okay. Now, I think this question is really easy because you know that with the first word, hit, it has two letters, EA. Yeah. So I can see all of you comment the answer B, hit. All of you comment the second word, hit. Yes, very good. I guess now you remember the structure. Yes, okay. Hit. Yay. Good job. Now, next one. Ooh, which word has a sound E in the bolded part? Now it's time for you to find the long sound, the long E. Yes? Now I will play the audio. Slip. 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 Sleep. 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 Yes. Now, I will see your answer. Âu Việt, sleep. Đỗ Thà, sleep. Nguyễn Thị Nguyệt, yeah. So I can see there are two different answers here. Some of you say the first, some of you say the first word, and some of you think the second word. Okay. Remember, now we need to find the long E. Rồi, vậy là ở đây chúng ta sẽ có một công thức mới mà vừa nãy cô đã hướng dẫn các bạn. Đấy là những từ mà có tận cùng là gì? À, những từ mà có, sorry, không phải tận cùng mà là những từ mà có các chữ, chứa các chữ cái gì? Hai chữ E đứng cạnh nhau đúng không? Double E. Thì ở đây thì cái gì? Những chữ chữ double, hai chữ E này sẽ được phát âm là âm I dài đúng không? Ok. Now, so the correct answer here is sleep. Sleep. The second word. Remember this, everyone. Các bạn nhớ này. Với gì? Những từ mà có chứa hai chữ E đứng cạnh nhau thì hai chữ E đó cũng sẽ được phát âm là âm I dài nhá. Ok. Next question. Ooh, this question is really easy. I think all of you will be correct with this question. Oh, now, please follow. Oh, Viet, the first word, seek, seek. Yes.
Yes, very good. Okay, so with this question, the correct answer is the second, sorry, is the first one, the first word, seek. Từ đầu tiên đúng không các bạn? Từ này có nghĩa là chúng ta tìm kiếm cái gì đúng không? Vậy thì đáp án chính xác phải là từ đầu tiên. Yes. Okay. Now, the last question for you guys. Which word is pronounced as cheek? Okay. Remember, with this word, we need to find the E sound. Now, ready to listen to the audio? Chick. 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 Now, I will play the audio of the second word. Cheek. 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 Okay. So, what is your answer for this question? Oh. All you think that the correct answer is the second one? Yes. Okay, so as I have told you that the double letter T is pronounced as E. Okay, so with this word, so with this question, my answer is the second one. Yes, cheek, cheek. Okay. Yeah, so good job everyone. I think that you have remembered the structure now, okay? Cô nghĩ là ở đây các bạn đã bắt đầu dần dần nhớ các từ rồi đúng không? Nhớ âm rồi. Yes. Now it is the last pair of sound that I want you to remember. So we have two sounds here, s and sh. Okay. Now, with the sound sh, you have all these words. Các bạn sẽ nhìn thấy với cái âm gì nhỉ? À, với âm sh. Âm này là cô đã dạy rồi đúng không? Là khi mà chúng ta sẽ đọc thì chúng ta sẽ hơi tròn môi ra một chút và môi của chúng ta hơi loe ra, chúng ta sẽ phát âm nó là sh. Vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy âm sh này nó sẽ được xuất hiện thường ở những chữ cái à, thường sẽ ở chữ sh đúng không? Khi chữ sh đứng ở đầu thì chúng ta sẽ đọc là shoes, shoes hay là gì? À, chữ s đôi khi nó đứng ở đầu thì cũng sẽ được phát âm là sh. Ví dụ như trong từ sugar. Sugar. Ok. Và tiếp theo là gì? Những cái chữ cái mà đứng ở giữa, ví dụ như chứa các chữ, ví dụ chữ SH này hay chữ SS, thì cũng là gì? Chữ SS ở giữa, đứng ở giữa thì cũng được phát âm là sh. Ví dụ như là từ Russian. Russian ở đây là gì? Tiếng Nga đúng không? Vậy thì chữ SS ở đây của chúng ta cũng được phát âm là sh. Hoặc là các bạn có chữ gì? Chữ TI trong từ nation, nation thì ở đây TI đứng ở giữa cũng sẽ được phát âm là sh. Và cuối cùng mà chúng ta có gì chữ C đúng không? Chữ C mà đứng ở giữa thì cũng được phát âm là sh. Ví dụ như là ocean, ocean. Bạn Trần Lê Sao Băng có bảo là con không thấy những bình luận trước của con. Cô vẫn đang thấy con comment mà, cô vẫn thấy bình luận của con đấy. Đừng lo nhé. Rồi và gì các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Kể cả chữ SH khi đứng ở cuối thì cũng được phát âm là sh, đúng không? Vậy là chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là có một loạt các chữ cái cô đã cho trong bảng để chúng ta khi nhìn thấy chúng ta nhận biết rằng là khi mà bạn nhìn thấy chữ cái này thì sẽ được phát âm là sh. Ok. Yes. Từ ocean ở đây đúng rồi là đại dương các bạn ạ. Ok. Now, it's time to do exercise to practice what we have learned. For the first question,
What is your answer for this question? You choose the word which has the underlying part pronounced differently from the others. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là à, chọn cho cô từ mà có phần gạch chân được phát âm khác những cái từ còn lại. À, có bạn Nam Hà đúng không? Bạn Nam Hà comment rất là nhanh, đáp án B. Ok. Ok, so let's see everyone. So do you have the same answers and Nam Hà? Yes. So now, please look at the question number one. I will pronounce all these words for you. I shall. B student. C shake. D sure. So okay, so Tuấn Nguyễn Bình, Võ Hoàng Phương và Nguyên Anh. All of you have the same answers, which is student. Yes. Okay, now let's check. Yes, so B is correct. Okay. So B is correct, everyone. Now, we move to the next question. Oh, question number two. What is your answer for question number two? Các bạn đã nhìn thấy tất cả những cái từ ở đây đều kết thúc bằng đuôi T-I-O-N đúng không? Vậy thì ở đây có từ nào khác đây? À, chỉ chung phần chat của con bị lỗi à? Chắc là do cô đoán là sẽ có lúc là do mạng thôi. Nên là các bạn cứ comment đi. Rồi nếu mà nó sẽ cũng sẽ hiện thôi. Ok. Now I can see that there are two different answers for this question. Many of you think the correct answer is C. Why the others choose A? Okay. Ở đây có gì? Có hai luồng ý kiến đúng không? Cô nhìn thấy đây. Có một số bạn thì chọn đáp án A và một số bạn thì chọn đáp án C. Yes. Okay. Now I will show you the correct answer. So the correct one is C. Yes, so with the option C, we pronounce it question. Question. Okay. A, decoration. B, celebration. And D, selection. Why we pronounce C, question. Question. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây đối với đáp án C chúng ta sẽ đọc là gì? À, question. Là ở đây chúng ta sẽ đọc là âm chờ. Âm chờ. Là gì? Question đúng không? Còn lại thì đều đáp án A, B và D chúng ta sẽ phiên phát âm là sh. Các bạn thấy bị vang à? Tiếng vang quá cô ơi. Ồ, loa bị lỗi rồi cô ơi. Bây giờ các bạn vẫn thấy đang vang à? Cô vừa mới tắt mic đi bật lại đấy. Các bạn có thấy ổn hơn không? Cô vừa tắt rồi đấy. Đã có cải thiện chưa nhỉ các bạn nhỉ?
Cô thử bật mic rồi đấy, các bạn có thấy ổn hơn không? Cô vừa bật lại rồi đó. Cô bật lại rồi, có ổn hơn chưa nhỉ các bạn nhỉ? Chắc là ổn hơn rồi đúng không? Cô đang thấy vừa nãy các bạn đang comment rất là nhiều. Ôi, hôm nay chúng ta sẽ có một game đấy các bạn ạ. Cứ yên tâm nhá, hôm nay có game. Rồi thì cô sẽ cho chơi. Yên tâm nhá, ok. Nào bây giờ chúng ta sẽ quay lại với bài này luôn. Đó là gì? À, chúng ta có câu số 2. Ở đây đáp án là C, question đúng không? Được đọc âm ch. Ok. Yes, ok. So everything seems fine now. So now let's back to our lesson. Alright. Next question for you guys. Yes. Okay, so now what is your answer for the third question? I have four options here. What is your answer? À, có bạn đang thắc mắc là tại sao câu 2 đáp án lại là C. Rồi cô sẽ giải thích thêm một chút. Đấy là khi con nhìn thấy này, ở đây khi mà có chữ S đứng ở trước đuôi T-I-O-N ấy, thì ở đấy thì cái âm T-I-O-N ở đây chúng ta sẽ được phát âm là âm ch. Âm ch nhá. Khi mà có đuôi S-T-I-O-N thì ở đây sẽ phát âm âm ch. Thì chúng ta sẽ cái đấy là question. Question, âm ch, chin. Ok. Now for this question, I have it, grit, mitt, and chip. Vậy là cô đọc như thế này là nghe rõ rồi đúng không? Là sẽ biết âm nào là âm khác rồi này. Ok. Vậy thì đáp án khác của chúng ta ở đây sẽ phải là đáp án gì? À, đáp án B đúng không? Chúng ta đọc ở đây là great. Great là âm gì? B ở đây đáp án được phát âm là âm A, great. Còn lại là chỉ còn đáp án A, C và D thì được phát âm là âm Y dài ở đây đây. Chúng ta sẽ đọc là eat, meat và cheap. Ok. Với đáp án này các bạn chú ý từ số B. À sorry, đáp án B chúng ta sẽ đọc là âm A nhá. Great. It's great. Or you can say the weather is great today. Yes, great. Ôi, giọng cô vẫn vang à? Các bạn thấy vẫn vang á? Hay là do một số do mạng nhỉ? Các bạn khác thì sao? Còn thấy vang không? Một số bạn thì thấy vang, còn một số bạn thì không thấy sao cả. Thế thì cô đoán là chắc là do một chút đường truyền chưa ổn định thôi. Còn nếu mà chúng ta vẫn đang cố gắng, chúng ta vẫn đang nghe được cô thì chúng ta sẽ cố gắng học bài tiếp nhé. Ok. Yes. Now next question. Oh, all these words here have double E. Các bạn nhìn thấy ở đây là gì? Tất cả những cái từ ở đây đều có hai chữ E liền đúng không? Rồi, vậy thì chọn từ nào đây? Đây, từ này, câu này là một câu cũng khá là thú vị này. Các bạn sẽ phải chú ý cho cô đây một chút. Oh, so Nguyễn Thị Nguyệt, your answer is B. Oh, bạn Thắm Vũ also choose B. Okay. Võ Hoàng Phương, Lê Ngọc Minh Đăng. À, các bạn đều chọn đáp án B. Ở đây có từ meeting. Các bạn đều chọn đáp án từ đáp án B là buổi gặp gỡ, buổi gặp mặt, meeting. Okay. Now let's see my answer for this question. My correct answer here is A, coffee.
coffee. Ở đây chúng ta có từ coffee, cà phê đúng không? Là gì? À, âm y ngắn các bạn ạ. Còn lại đáp án B, C và D của chúng ta thì đều là âm y dài. Meeting, tree and sea. Okay. So A is correct here. So please remember that. So please remember that coffee has a short e. Coffee, coffee. Okay. Các bạn sẽ chú ý ở đây là đáp án A là đáp án có phát âm khác này. Coffee ở đây là âm y ngắn nhá. Còn lại tất cả các đáp án B, C, D đều là âm y dài hết. Yes. Từ này là một từ khá là đặc biệt đúng không? Thế nên là chúng ta phải ghi nhớ này. Ok. Next one. Ooh. Now please find which letter T is pronounced differently. Chúng ta sẽ nhìn xem ở đây là âm nào được phát âm khác đây nhỉ? Chúng ta đã sang câu số 5 rồi nha. Các bạn comment nhanh cho cô xem câu số 5 nào. Oh, whom you choose C. Thế Khang C. Oh, meanwhile Hương Trần Thị chooses D. Now, I will pronounce all these words for you guys. A, wet. B, left. C, city. And D, statue. Okay? Vậy là sau khi nghe cô phát âm xong thì chúng ta sẽ thấy đáp án khác ở đây phải là đáp án gì? À, đáp án D đúng không? Ở đây chúng ta có statue là chúng ta phát âm là âm ch, statue. Okay? Còn lại thì đáp án A, B và C thì ở đây chúng ta phát âm là âm t, ok? Vậy thì đáp án ở đây phải là D, statue, là âm t, ok? Đây cũng là, ở đây các bạn sẽ chú ý là âm chữ T ở đây được phát âm là âm t, statue, ok? Yes, now the last question in this pronunciation part for you guys. Please choose the word for the last question. Question number 6. What is your answer? Yes, so 6D. Yes, so we have this word makes, okay? A là gì? Chooses. B là kisses. And D watches. Vậy là các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là gì? Ba đáp án A, B, C thì đuôi ES để phát âm là is, đúng không? Trong khi đáp án D thì ở đây chúng ta sẽ phát âm là s, makes, okay? Makes. Vậy thì đáp án đây chính xác chính là đáp án D, okay? So, good job everyone. I think you have done really well. Okay, so now we move to the next part, grammar. In the first part today, I would like you to revise some knowledge related to the comparison of adjectives. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại về so sánh hơn và so sánh hơn nhất, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi game đây, một game mà các bạn rất là yêu thích, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi Kahoot các bạn ạ. À, vậy thì các bạn sẽ cùng các bạn sẽ đăng nhập giúp cô vào trang www.kahoot.it đây đúng không? Các bạn nhìn thấy đúng không? Đây chúng ta sẽ www.kahoot.it. Ok. Các bạn sẽ cùng nhau vào trang này cho cô. Và sau đó chúng ta sẽ có mã pin ở đây. Ok. Và các bạn sẽ nhập mã pin vào và chúng ta chơi. À, bây giờ cô sẽ gửi link cho các bạn nhé.
các con, cô vừa gửi link vào trong comment cho con rồi đấy. Con có thể vào đấy, con có thể ấn vào link cho cô nhá. Ah, I can see the first participant, Nam Hà. Yeah, very good, Nam Hà. You're so quick. Oh, we have 6 participants now. À, cô sẽ ghim link cho các bạn nhé. Các bạn có vào được đường link của cô không? Now I would like to see more participants in this game. Cô sẽ gửi cho các bạn một link nữa, các bạn thử vào lại nhé. Rồi các bạn nhìn thấy đây là mã của chúng ta này. 9937098. Các bạn sẽ vào nhanh Kahoot, tại vì là khi mà cô đã ấn bắt đầu chơi rồi thì chúng ta sẽ không thể nào mà vào được nữa. Vậy thì những cái bạn ở sau thì các bạn sẽ không thể tham gia vào được. À, có bạn With Conan ở đợi con rồi, cô vẫn đang đợi, con vào nhanh nhá. Yes, so we have 15 participants now, 15 players. Yes. Các bạn yên tâm, cô vẫn đang đợi nha. More than 20 people now. Chưa bắt đầu đâu, cô vẫn đang đợi này. Bạn nào chưa vào thì vào nhanh nha. Yes, we have more than 30 players now. À, với bạn nào mà không vào được thì cũng không sao cả. Các con cũng có thể, cô sẽ vẫn chiếu câu hỏi ở đây thôi và các bạn cũng có thể comment luôn nhé. Okay, so now I have 36 players and I will start the game now. Alright, now let's start the game. Yes, so 1, 2, 3, let's start. Okay. Now, what is your answer for this first question? Ooh.
với những bạn mà không vào được ấy thì con có thể nhìn câu hỏi ở trên màn hình và con có thể comment luôn vào trong phần chat box cho cô cũng được. Four, three, two, one. Okay. Now let's see. Oh. So we have 15 students have got the correct answers. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có gì? À, chúng ta đang so sánh giữa tiếng Pháp và nói tiếng Ý đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta có từ than. Vậy thì chúng ta nhìn thấy so sánh gì? À, so sánh hơn với tính từ dài difficult, nên đáp án phải là more difficult. Ok. Yes. Ok, next question everyone. Oh, so Tuyết Nhung have got the highest score. Yes. Now, next question. Với những bạn mà không vào được thì không sao cả, các con có thể gì nhìn màn hình và trả lời câu hỏi. Con còn comment luôn ở trong phần chat box cho cô. Với câu hỏi này cô đang muốn gì nhỉ? À, đâu là ngọn núi cao nhất ở nước của ta đúng không? Nước đâu là ngọn núi cao nhất của nước bạn? Thế đáp án phải ở đây là gì? À, the highest. Chúng ta sử dụng gì? So sánh hơn nhất đúng không? Ok. Rồi, chính xác, the highest mountain in your country. Yes. Các bạn chú ý là chúng ta so sánh hơn nhất phải có từ the đúng không? Và gì? Sau tính từ thì phải thêm đuôi est. Ok. Next one. Ồ, cô biết một số bạn sẽ không chơi được, không sao cả, các con có thể nhìn câu hỏi và học thôi. Đúng không? Chúng ta chơi là phụ, học là chính đúng không? Okay, now let's see the answer. Oh, so you see that 9 people have got the correct answer. Clever. Đúng rồi, chúng ta nhìn thấy ở đây có từ gì? À, từ than đúng không? Nhìn thấy từ than là biết so sánh hơn. Rồi, vậy thì ở đây các bạn chú ý clever là một tính từ gì? Tuy là tính từ nhiều hơn một âm tiết nhưng đây là tính từ đặc biệt tận cùng bằng đuôi er. Thế nên là chúng ta vẫn thêm đuôi ờ như bình thường, cleverer. Okay, yes. Oh, vậy là ở đây chúng ta đang có bạn, à bạn gì tên, đặt tên là Liên Cục Xúc à, đang dẫn đầu này. Rồi các bạn khác cố gắng lên nhá. Okay, next one, next question. À, với những bạn nào mà chưa vào được thì hiện tại là con đang không vào được nữa rồi, Bùi Thị Hai ạ. A bicycle is taller than a car in towns. So what is your answer here? Oh, Hoàng Nguyễn, you choose more convenient. Yes. Okay. Vậy là với câu này các bạn đã bắt đầu là hiểu rõ hơn và chọn đúng hơn rồi đây. Chúng ta lại nhìn thấy có từ than so sánh hơn và có từ convenient là một tính từ dài, thế nên đáp án chính xác của chúng ta phải là more convenient. Ok. Next one. Oh, các bạn đang bám sát bạn Liên Cục Xúc này, cố gắng lên nha. Ok. Thank you.
Okay, so now, so this is the last question in this game, so please comment so quickly. Yes, so this question is really easy. Yes. Vậy là ở đây rồi, thế là các bạn chú ý ở đây có những bạn nhầm là đáp án màu vàng đúng không? Các bạn chú ý ở đây chúng cô đã để sẵn từ gì? À, từ the ở đây rồi đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ chỉ cần chọn gì? Busiest thôi, chứ không phải là the busiest. Các bạn đúng không? Các bạn đang hơi bị nhầm lẫn một chút, chú ý nhá. Ok. Rồi, vậy là chúng ta sẽ cùng xem với bài này đây là ai là người dẫn đầu trong cuộc đua này nhá. Ok, vậy là người chiến thắng ngày hôm nay chính là gì? À, là bạn Liên Cung Súc đúng không? Vẫn luôn dẫn đầu với trong trò chơi này. Ok. Now. So we have just finished revising the comparison of adjectives. Vậy là chúng ta vừa ôn tập xong gì? Xong rồi về phần so sánh hơn nhất của tính từ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo, đó chính là phần ôn tập về modal verbs. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau học về hai động từ huyết thiếu, đó là must và should. Cô đoán là các bạn sẽ vẫn nhớ những cái hai động từ huyết thiếu này. Ok, so now, I would like you to write sentences using must, mustn't, should, or shouldn't. So you see that I have a situation here, and you will write sentences using the modal verbs and the word given here. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây cô có tình huống này, và nhiệm vụ của các bạn sẽ là viết cho cô một câu sử dụng các động từ khuyết thiếu và các từ cô cho sẵn ở đây, các từ cho sẵn ở trong ngoặc ấy. Ví dụ với câu đầu tiên, it is raining heavily now. So I will write a sentence. I should wear my raincoat. Vậy là các bạn chú ý ở đây cho cô là cô sẽ có câu đầu tiên, tình huống là trời đang mưa đúng không? Thì bạn sẽ viết lại được một câu, đó chính là à, tôi nên mặc áo mưa. I should wear my raincoat. Yes. Vậy là các bạn đã hiểu cách làm bài này rồi đúng không? Yes. Các bạn sẽ chỉ cần viết câu mà sử dụng, câu mà cô đã cho ở trong ngoặc thôi. Câu sử dụng các từ ở trong ngoặc và sử dụng với các động từ khuyết thiếu. Yes, okay. So next question for you. The situation here is the baby is sleeping. Yes, the baby is sleeping. So what is your answer for this situation? Chúng ta đã sang câu số 2 rồi các bạn ạ. Các bạn sẽ viết nhanh cho cô xem câu số 2 đáp án là gì nhé. You need to write in a full sentence. It means that the sentence has a subject, a modal verb, and then a verb. Các bạn thấy em bé đang ngủ thì sao nhở? Ở đây có từ shout ở đây là gì? À, là la hét đúng không? Vậy thì khi mà em bé ngủ thì có được la hét hay không? Hùng, your answer is you mustn't shout. Yes. You should keep quiet. Hoàng Quân, yes, very good. Ở đây các bạn chú ý là đằng sau tất cả những cái gì động từ khuyết thiếu này thì động từ luôn phải dạng ở dạng nguyên thể đúng không? À, các bạn chú ý ở đây cái từ shout ở đây là la hét nhá. Vậy thì khi mà em bé đang ngủ là chúng ta không được la hét đúng không? Vậy thì đáp án ở đây phải là you. Đáp án chính xác ở đây phải là you shouldn't shout or you mustn't shout. Rồi, đúng không? Ở đây là bạn không nên hét hoặc là bạn không được phép hét. Ok.
chính xác. Chú ý là ở đây là đằng sau shouldn't và mustn't, động từ luôn ở dạng nguyên thể nhé. Ok, next question. Jane is not feeling well. So, what is your answer? Ở đây tình huống thứ hai là bạn Jane đang không được khỏe và người ta khuyên là bạn ấy gặp bác sĩ. Vậy thì đáp án phải là gì nhỉ? Cô ấy làm sao đây? She must go to the doctor. Yes, she should go to the doctor. Yes. Okay, now let's see my answer. Now, my answer is she should go to the doctor. Ở đây rồi, cô đồng ý với các bạn là cô sẽ chấp nhận hai đáp án. Đó là chúng ta sử dụng should hoặc là must đều được. Ok, vậy là chúng ta sẽ có đáp án là she should go to the doctor or she must go to the doctor. Ok. Yes. Ở đây nhớ là cô chấp nhận cả hai đáp án thôi nhé. Next one. The sign says no parking. Cái biển cảnh báo nói rằng là không được đỗ xe. Vậy thì ở đây chúng ta phải dùng gì nhỉ? Không được đỗ xe này. Vậy thì đáp án chính xác phải là mặt Đại Liên. We mustn't parking there. Đại Liên, mặt Đại Liên con chú ý là gì? Đằng sau từ mustn't của chúng ta động từ luôn phải dạng ở dạng nguyên thể đúng không? Các bạn thấy là đã không được đỗ xe ở đây nghĩa là phải là mang tính là mang cấm đoán rồi đúng không? Không được phép làm gì đó. Rồi, vậy thì đáp án của cô ở đây phải chính xác, đó chính là we mustn't park there. Ở đây là chúng ta không được phép đỗ xe ở đây. Ok. Mustn't, không được phép làm gì đó. Yes, we mustn't park there. Yes, next one. This is a secret. Đây là một bí mật. Bí mật thì sẽ làm sao nhỉ? Không nói về ai đúng không? Vậy thì đáp án là đây là một bí mật, không được nói về ai cả. Thế thì bây giờ phải chọn đáp án là gì nhỉ? Bạn không được phép kể với ai. Không được phép. Nào, các bạn hãy cho cô biết thì không được phép chọn đáp án gì đây. You shouldn't tell it to anyone, Nam Hà. You're so quick. Yes. You mustn't tell it to anyone. So we have two answers here. You mustn't tell it to anyone or you shouldn't tell it to anyone. Okay. Vậy là ở đây cô cũng có thể chấp nhận cả hai đáp án được cho các bạn. Đấy là gì nhỉ? Chúng ta không được phép hoặc là chúng ta không nên, đúng không? Không nên kể cho ai đó. Okay. Rồi, vậy là ở đây chúng ta sẽ có hai đáp án là you shouldn't tell it to anyone or you mustn't tell it to anyone. Ok. And the last question. You are overweight. It means you a little bit fat. So what should you do now? Bạn hơi bị quá cân một chút. Ở đây chúng ta có từ diet. Ở đây là gì? Giảm ăn kiêng đây.
ăn kiêng để giảm cân đây. Vậy thì ở đây là chọn đáp án gì? Mật đại liên. You shouldn't go on to diet. Nghĩa là không nên ăn kiêng á. Đang bị quá cân mà, phải chú ý có cái chế độ ăn phù hợp chứ. Thì phải là bạn nên. Nào, bạn nên ăn kiêng. Vậy thì đáp án ở đây phải là chúng ta nên khuyên, ở đây là nên khuyên bạn ấy, đúng không? Nên theo bạn ấy đây là một điều tốt nên để làm, thế nên là phải chọn khuyên thì nên chọn là từ should, đúng không? Vậy thì đáp án của chúng ta ở đây là you should go on a diet. Các bạn chú ý ở đây từ diet của chúng ta là một danh từ có thể đếm được, vì vậy mà khi ở dạng số ít thì các bạn phải thêm từ a vào trước cho cô là you should go on a diet. Ok, chúng ta chỉ khuyên bạn này thôi, thế nên chúng ta sẽ chọn là should và a diet. Nhớ nhá, go on a diet. Nếu các bạn biết là go on diet không thì cũng chưa chính xác đâu. Ok, chúng ta khuyên bạn đi thôi. Yes. So and now we move to the next part, which is really important today. It's about tenses. Okay, so please look at the screen here. I have several things for Christmas. Yes. And now it's your turn to choose an item for Christmas. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây cô có gì nhỉ? Cô có gì? Những cái đồ Giáng sinh, đúng không? Và từng cái đồ giáng vật Giáng sinh này sẽ tương ứng với một câu hỏi, và các bạn sẽ chọn cho cô xem là các bạn muốn chọn gì nào. Okay, so now I will choose for you. Do you like candy canes? Yes, I will choose the candy canes for you. Rồi bây giờ cô sẽ chọn kẹo cây cho các bạn nhé. Okay, now let's see the question. Oh, you should give the correct form of the verbs in practice. Nào, cô đã chọn câu hỏi cho giúp các bạn rồi. What is your answer now? We're not work at the moment. We're on a break. Yes, so you see the phrase at the moment. So with this, with the phrase at the moment, you should give the word in present continuous form. Okay, chúng ta nhìn thấy có cụm at the moment ở đây là gì, để chia nên chia thì hiện tại tiếp diễn, đúng không? Thế nên đáp án ở đây của chúng ta phải là we are not working. Yes, chúng tôi đang không làm việc, chúng tôi đang nghỉ. Vậy thì các bạn sẽ chú ý cho cô khi mà nhìn thấy at the moment, chúng ta sẽ chia hiện tại tiếp diễn nhé. Ok, now I will choose the wreath for you, Christmas wreath. Ở đây cô sẽ chọn cho các bạn cái vòng nguyệt quế, đúng không? Ok. Oh, the question is, the earth go around the sun. So please give the correct form of the word go here. Mặt trời, trái đất thì xoay quanh mặt trời, đúng không? Vậy thì chúng ta có cái thì gì mà để nói về một cái sự thật chân lý hiển nhiên nhỉ? Thì gì các bạn? Hôm nay có bạn Nam Hà học tập rất là xuất sắc, comment rất là nhanh này. Có bạn Hùng cũng comment nhanh, bạn Hùng còn comment trước gặp Nam Hà cơ. Good job. Yes. So all of you
choose simple present tense. Yes. Okay. À, bạn Hùng cũng comment luôn là sự thật hiển nhiên nên đó thì hiện tại đơn. Okay. So you remember the lesson very well. Yes, my answer here is goes. The earth goes around the sun. Yes. Okay. So next question. Now I will choose the bell for you. Yes. The bell. Oh, be quiet. The children study in the room. Now please look at the phrase be quiet. À, Mặt Đại Liên con nhanh nhất mà cô không đọc. Ồ, vậy là chắc là cô chưa nhìn thấy rồi. Mặt Đại Liên con thấy comment lại để cô đọc nhá. Ừ đấy, bạn Dương đang đi học chọn bảo là chọn bell đi thì cô chọn rồi đấy. À, Bảo Trâm Trịnh. Bảo Trâm Trịnh con chọn là studying. Thế thì con theo con đang chọn gì? Hiện tại tiếp diễn à? Nếu là hiện tại tiếp diễn thì con nhớ là phải có gì? À, phải có gì? Động từ to be ở đây đúng không? Các bạn chú ý đối với động hiện tại tiếp diễn thì phải có to be cộng verb in. Ok. Yes, so be quiet. The children are studying in the room. Ok, are studying. Chú ý nhá, ở đây với hiện tại tiếp diễn nên là phải có to be và cộng verb in. Và đáp án là are studying. Một số bạn đang comment chưa đúng chính tả để chú ý từ studying của cô phải có chữ y dài ở đấy nhá, không phải là bỏ chữ y dài đi đâu. Ok, studying. Đàm Thị Thanh Huyền, cô rep đi, đây cô nhìn thấy rồi này. Huyền có comment là are studying không? Yes, okay. So now I will choose the gingerbread for you. Có các bạn muốn chọn bánh gừng đúng không? Rồi, okay. Now, the gingerbread. Okay, so now, please look at this question. It is, đây là một câu hỏi đúng không? It's a question. Be careful, it's a question. Đây, câu hỏi đây. Nên là phải làm sao? Câu hỏi là phải, nhớ là câu hỏi phải đảo cái gì lên đầu đấy. Nhớ nhá, đây là câu hỏi này, cô nhắc này, đây là dấu chấm hỏi ở cuối câu này, nên là phải chú ý, không chia như bình thường được đâu. Nam Hà, does Mark often play? Ok, so Nam Hà chú ý này, ở đây từ Mark là gì nhỉ? À, là danh từ riêng đúng không? Nên là vì nếu mà con viết như thế là con phải viết hoa từ Mark, ok. Yes, so you see it is a question that, so you put the auxiliary verb does at the beginning of the sentence. Okay, rồi. Vậy là chúng ta nhìn thấy có câu hỏi nên phải đảo trợ động từ lên đầu đúng không? Vậy thì đáp án ở đây phải là does Mark often play? Các bạn có thể viết cho cô does và ba chấm và đến từ play. Như thế này là cô cũng hiểu rồi. Ở đây chúng ta sẽ chia hiện tại đơn vì các bạn nhìn thấy có từ gì? À, từ often đúng không? Từ often là để làm gì? À, để chỉ gì? Thường thường. Nói để chỉ cái gì? Thói quen của các bạn. Thế nên là phải làm sao? Phải là chia hiện tại đơn. Và ở đây chúng ta đã có trợ động từ does đứng đầu rồi. Thế nên là từ play không còn chia nữa. Alright. Yes. Next I will choose the Christmas card. Okay, Christmas card. Oh, it's a conversation. I have trouble in money. Oh, tôi gặp rắc rối về tiền. Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp bạn. Okay. Thế thì vậy là chọn gì nhỉ? Chắc là dạo gần đây cô đoán là bạn này đang gặp rắc rối về tiền mà có một người bạn như thế này thì cũng thật là thích ấy. Sẽ có người giúp đỡ. Okay, so Hùng, your answer is I will help. Yes.
Đừng lo lắng, tôi sẽ giúp bạn. Ok, will help. Rồi ở đây chúng ta sẽ có thì gì? À thì tương lai đơn đúng không? Thì tương lai đơn để nói về cái gì nhỉ? Các bạn sẽ thấy ở đây là gì? Một hành động được quyết định ngay tại thời điểm nói đúng không? Khi vừa nghe thấy bạn kia nói là à tôi gặp rắc rối về tiền thì bạn này quyết định ngay là ờ à, tôi sẽ giúp bạn, tôi sẽ cho bạn, tôi sẽ đưa cho bạn tiền. Vậy thì đáp án ở đây chính là will help. Yeah. Yes. Now, and the last question for you, the last one. À, câu cuối này, tôi hứa là tôi sẽ không làm nó nữa. Vậy thì đáp án phải là yes, I promise I. À, I won't do it again. Yes, I won't do it again. Ok, vậy là chúng ta sẽ có sử dụng gì thì tương lai đơn để nói lời hứa đúng không? Yes. I promise I won't do it again. Tương lai đơn. Ok. Yes, okay, so that's all the questions for the tenses. Now we move to the very last exercise today. Và bây giờ chúng ta sẽ có một bài nho nhỏ thôi. Chúng ta cố gắng ở lại cùng cô thêm một chút xíu nữa nhé. Đấy là phần viết lại câu. Phần viết lại câu ở đây thì chúng ta sẽ có viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. Chúng ta hãy cố, vì vừa nãy là chúng ta gặp một chút rắc rối về mạng, thế nên là các bạn hãy cố gắng cùng cô học thêm một hai câu của phần viết lại câu, rất là có ích cho các bạn để cho các bạn làm bài tập đúng không? Ok, vậy câu số 1 ở đây. Antarctica is colder than any other place in the world. Oh, Hùng, Antarctica is the coldest place in the world. Yes. Mặt Đại Liên, you're so quick too, is the coldest. Oh, Mặt Đại Liên is the coldest place. You should add a noun after the word coldest. Yes. Okay. Yes, is the. Yes. Oh. Sorry everyone, I missed the word is here. Okay. Rồi ở đây chính xác phải có từ is đúng không? Cô đang bị thiếu rồi, không sao cả. Antarctica is the coldest place in the world. Ok, next question. It's not good to spend a lot of time watching TV. Ồ, không tốt để dành nhiều thời gian để xem TV. Vậy thì ở đây phải viết lại là gì nhỉ? You. Ừ đúng rồi, cô thiếu động từ to be, cô sửa lại rồi đó, Mặt Đại Liên. Ờ, Nguyễn Minh Anh. Minh Anh quên hết bài rồi á, sao lại quên? Phải học ôn tập để còn đi thi học kỳ chứ nhở? Now, okay. So Minh Anh, can you comment the answer of the second questions for me? Nam Hà, shouldn't spend a lot of time watching TV. Yes. Chúng ta thấy ở đây là gì? À, là một cái điều không tốt đúng không? Thì nên chúng ta sẽ sử dụng cái từ à, không nên làm gì đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng shouldn't khi nói về một cái thứ là không tốt, không nên làm. Ok, vậy là đáp án ở đây chính xác là you shouldn't spend a lot of time watching TV. Yes. Bạn Dương đang đi học thì con cũng gọi là you shouldn't watch a lot of TV. Ở đây Dương đang học, con nên chú ý chúng ta nên giữ lại cái từ gốc ở câu gốc nhá. Thì chúng ta dùng là you shouldn't spend a lot of time watching TV. Yes. Okay. Next question. It's against the rules to use
to use your mobile phone in class. Nó là gì? Đi ngược lại cái luật, đi ngược lại quy tắc là sử dụng điện thoại ở trong lớp học. Vậy thì bạn làm sao nhỉ? Bạn không được phép đúng không? Vậy thì đáp án phải ở đây phải là you. Nào các bạn comment nhanh cho cô câu này nào. Minh Anh, you have an amazing answer. You are not allowed to use. Minh Anh đang dùng một cấu trúc khá là nâng cao đúng không? Nhưng ở đây cô đang muốn sử dụng với cái từ mà chúng ta ôn tập từ đầu giờ đến giờ, đó là từ mustn't. Bạn không được phép đúng không? Vậy thì ở đây đúng rồi, phải là you mustn't use your mobile phone in class. Ok, chúng ta sử dụng mustn't có với cái nghĩa là không được phép làm gì. Ok, next question. Yes, next question for you. Oh, traveling by bus is cheaper than traveling by train. Vậy thì chúng đi bằng xe buýt thì rẻ hơn đi tàu. Thế thì bây giờ phải viết lại là đi tàu thì làm sao? Hùng, traveling by train is more expensive than traveling by bus. Yes, Mạch Đại Liên, you have the same answers as Hùng. Okay, good. Okay, yes, so my answer here is traveling by train is more expensive than traveling by bus. Okay, yes, good. Đúng rồi, đây chúng ta sẽ viết lại là đi tàu thì sẽ đắt hơn là đi xe buýt. Okay, now, the last question for you today. My class has 40 students. My class has 40 students. Lớp của tôi thì có 40 học sinh. Thì chúng ta sẽ viết lại là Hùng, there are 40 students in my class. Yes, mà Đại Liên, there are 40 students in my class. Yes. This question is so easy for you guys. Đúng rồi, ở đây đáp án của chúng ta là lớp của chúng ta thì sẽ có 40 học sinh đúng không? There are 40 students in my class. Okay. Yes. Ở đây thì cô sẽ còn một vài câu nữa để cho các bạn ôn tập. Tuy nhiên thì cô thấy là vì thời gian của chúng ta ngày hôm nay cũng đã là quá 9 giờ rồi. Và những câu này thì là những câu các bạn cũng sẽ được học thôi. Nên là cô có thể dành là buổi sau chúng ta sẽ ôn tập thêm những câu này một chút nhé. Vậy là chúng ta sẽ cùng nhìn vào cho cô vào đây. Là ngày hôm nay đây là những nội dung mà chúng ta đã được học. Chúng ta đã cùng nhau ôn tập phần phát âm và ôn tập phần ngữ pháp đúng không? Ở phần phát âm thì chúng ta đã luyện phân biệt các âm ví dụ như cặp y dài, y ngắn hay là cặp âm s và s. Ngoài ra thì chúng ta cũng có phần so sánh hơn, ôn tập về modal verb, động từ khuyết thiếu, đúng không? Hay là ôn tập về thì rồi. Các bạn yên tâm là những cái câu mà cô cho các bạn ôn vừa rồi là những câu đã bám sát trong sách giáo khoa và các bạn sẽ, cô hy vọng là đi thi thì sẽ là biết đâu chúng ta sẽ cũng được gặp được câu những câu tương tự đúng không? Và các bạn chú ý này, nếu mà các bạn vẫn đang theo dõi trang học bài ở nhà trên fan
trên page học bài ở nhà thì các bạn thấy là chúng ở đây thì cô đang có gì, fanpage đang tổ chức một mini game, đấy chính là gì, à câu chuyện Giáng sinh đúng không? Thế thì ở đây các bạn sẽ cô muốn là các bạn thấy là Giáng sinh đang đến rất gần rồi và gì cô hy vọng sẽ được nghe những lời chúc Giáng sinh hay là những cái câu chuyện mà các bạn muốn chia sẻ về Giáng sinh của mình. Vì vậy mà các bạn có thể làm, có thể gì, chia sẻ câu chuyện hay là lời chúc của mình ở trên gì, trên fanpage là học bài ở nhà đúng không? Các bạn đã vào rồi, vào nhóm rồi thì ở đây các bạn có thể lên đó viết lời chúc bằng tiếng Anh đúng không? Ở đây thì các bạn tham gia viết thiệp để nhận quà Giáng sinh thì cô cũng đã có để link ở đầu rồi, các con có thể tham gia vào đây và cô cũng sẽ vào và đọc những lời chúc của các bạn nhé. Rồi cô sẽ gửi link, cô sẽ gửi link cho con nhé. Rồi à Chip Chi, cô nhớ xem bài của con nha cô. Ok, cô sẽ vào đọc bài của Chip Chi nhá. Ok, rồi cô sẽ cố gắng để ghim link ở đầu cho các con để các con có thể tiện và theo dõi. Rồi vậy là các con có thể vào đây, cô sẽ gửi link nhá, yên tâm cô sẽ có và cho các bạn xem. Và buổi học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô hy vọng rằng là bài học sẽ giúp các con có thể ôn tập thật tốt để thi học kỳ. Và chúc các bạn sẽ có một kỳ thi học kỳ điểm thật là cao này. Và để ôn các bạn sẽ áp dụng được những gì mà chúng ta đã ôn tập ngày hôm nay. Ok, so goodbye everyone. Thank you for participating the lesson today. Yes, so goodbye. See you next week. Merry Christmas everyone. Yes, Merry Christmas.